Châu Kiệt, mối thâm thù với Lâm Tâm Như và cuộc sống hiện tại không ai ngờ tới. Châu Kiệt nổi tiếng khi vào vai Phúc Nhĩ Khang, chàng công tử thông minh, đỉnh đạt, chín chắn trong phim Hoàng Châu Kết Cách. Châu Kiệt từng được xếp vào hàng nam diễn viên có thực lực của Trung Quốc. Nhưng nhiều năm qua, Châu Kiệt gây ấn tượng với người hâm mộ là nam diễn viên tụt dốc trong sự nghiệp, không có tiếng tăm, thường xuyên bị nhắc lại về scandal chánh chọe, hạch sách. Không chỉ vậy, Lâm Tâm Như, bạn diễn của Châu Kiệt, còn tố anh cố tình mượn cảnh quay để cưỡng hôn cô, khiến chàng Nhĩ Khang bị mang tiếng xấu quãng thời gian dài. Ngoài ra, một chủ sòng bài tại Macau cũng từng lộ giấy tờ cho thấy nam tài tử vì thu bạc số tiền lớn mà bỏ trốn. Nghệ sĩ thực lực của điện ảnh Hoa ngữ. Châu Kiệt bước vào làng giải trí khá sớm nhưng mãi lòng đồng với các vai phụ. Ở tuổi 29, Châu Kiệt vào vai Phúc Nhĩ Khang trong Hoàng Châu Cách Cách và cũng từ đó sự nghiệp của anh vô cùng thênh thang. Tiếp nối thành công của Hoàng Châu Cách Cách phần 1, Châu Kiệt tiếp tục được giao vai ở phần 2 và thành công ngoài mong đợi. Năm 2000, chàng Phúc Nhĩ Khang được đạo diễn Tròn Mặt Gửi Vàng cho vai diễn trong Tuổi Trẻ của Bao Thanh Thiên. Khác với vẻ ngoài nghiêm nghị của một Bao Thanh Thiên do Kim Siêu Quần đóng, bao trưởng của Châu Kiệt vừa trẻ trung vừa hóm hỉnh lại thông minh và không thiếu phần liêm chính. Bộ phim một lần nữa giúp cho Châu Kiệt bước lên một vị thế mới. Anh được khán giả công nhận tài diễn xuất, Châu Kiệt trở thành nam diễn viên thực lực của làng điện ảnh. Và miệng vì nói xấu đồng nghiệp. Nhưng thời điểm đang ở trên đỉnh của vinh quang, Châu Kiệt đã bị mang tiếng xấu và trở thành nhân vật gặp nhiều chỉ trích trên các mặt báo. Nam diễn viên Trần Chí Băng, nhĩ thái của Hoàng Châu Cách Cách từng tiết lộ, khi còn đóng chung, Tô Hữu Băng thường xuyên bị Châu Kiệt bắt nạt. Thậm chí, chàng thiếu gia Phúc Nhĩ Khang điềm tĩnh trong phim Ngày Nào giờ biến mất và thay vào đó là người đàn ông thích châm chọc các đồng nghiệp. Châu Kiệt từng viết trên trang cá nhân, thật không thể chịu nổi sự xuất hiện và thái độ của những diễn viên đến từ xứ đài. Họ luôn đả kích các diễn viên đại lục. Điều đó thật giống như một thú tiêu khiển. Thậm chí có người còn nói, diễn viên nội địa không có giáo dục hay sao. Trên thực tế, cả Tô Hữu Bằng, Lâm Tâm Như và Trần Chí Bằng đều là những ngôi sao đến từ Đài Loan. Không dừng lại ở đó, Châu Kiệt còn tố cáo cả đoàn làm phim Hoàng Châu Cách Cách đều là đạo đức giả. Chính từ những scandal và miệng, thường xuyên lôi chuyện Hoàng Châu Cách Cách kể trong các show truyền hình, nam diễn viên ngày càng mất điểm trong mắt công chúng. Được biết, năm 2012, trong một chương trình, Châu Kiệt đã dùng chiêu bài bêu xấu Triệu Vy để gây chú ý. Châu Kiệt hồn nhiên tiết lộ, thời đó đoàn chúng tôi đóng phim rất vất vả. Trong một cảnh quay mưa lớn, đạo diễn yêu cầu Triệu Vy vùi mặt trong vũng nước chứa rất nhiều phân ngựa, sau đó còn ép cô ấy nôn ra bằng được. Tôi đã đưa cho Triệu Vy một chai nước khoáng để cô ấy ngậm sẵn, nhưng đạo diễn biết được chuyện này. Sau màn bêu xấu Triệu Vy, Châu Kiệt bị dư luận ném đá kịch liệt. Nhiều người cho rằng tiết lộ này của anh gây tổn hại tới danh dự của Triệu Vy và tôn vinh mình là người hào hiệp trượng nghĩa để giúp đỡ cô. Các fan của én nhỏ cho rằng chàng Phúc Nhĩ Khang một thời thật không đáng mặt đàn ông. Từ những scandal này, sự nghiệp của Châu Kiệt dần dần tuột dốc. Đạo diễn Tôn Thủ Bồi, đạo diễn của Hoàng Châu Cách Cách nhận định Châu Kiệt là kẻ tội đồ của đoàn làm phim. Bị đồng nghiệp ghét bỏ. Không khó hiểu khi Châu Kiệt bị bạn bè ghét bỏ sau những tài tiếng lừng lẫy. Trong một lần tham gia show Khang Hy Đến Rồi, Lâm Tâm Như đã bày tỏ sự chán chường đối với người tình màn ảnh một thời. Đó là người đàn ông tự coi mình là cái rốn của vũ trụ. Khi quay phim với anh ta, cảnh hôn thật sự rất khó khăn. Nếu là hôn giả, đạo diễn đều sẽ không đồng ý. Còn hôn thật thì cả hai chúng tôi đều cảm thấy khó chịu. Cách nào cũng rất khó cho tôi. Đối với Tô Hữu Băng, đáp trả lời chê bai của Châu Kiệt dành cho các diễn viên xứ đài, quản lý của anh cho biết, Tô Hữu Băng thật sự rất tức giận. Anh ấy không muốn nhắc tới chuyện này, đơn giản là vì không muốn giúp Châu Kiệt đánh bóng lại tên tuổi của mình. Ngoài Tô Hữu Băng, Trần Chí Băng, Lâm Tâm Như, Châu Kiệt cũng không có mối quan hệ tốt đẹp với Triệu Vy kể từ sau khi anh bêu xấu cô trên truyền hình. Không lên tiếng phản bác hay chia sẻ về câu chuyện của đồng nghiệp, Triệu Vy chọn cách im lặng. Sự nghiệp tan nát vì scandal. Lúc đứng trên đỉnh vinh quang của danh vọng, Châu Kiệt từng bị tố là người thích làm cao. Vì cải minh là sao nam nhận được nhiều vai diễn chính, Châu Kiệt đòi cát xê cao gấp 3-4 lần bình thường. Sự nổi tiếng đi kèm với tài tiếng, nam diễn viên cũng bị các đạo diễn ghét bỏ. Trong sự nghiệp của anh tính tới thời điểm hiện tại, ngoài Hoàng Châu Cách Cách và Tuổi Trẻ của Bao Thanh Thiên, gần như không có dự án nào nổi bật và thành công. Năm 2009, Châu Kiệt lại dính tới bê bối gây tai nạn nghiêm trọng tại Triều Dương, Bắc Kinh. Xe Mercedes-Benz của Châu Kiệt đâm vào một chiếc xe taxi, khiến cả xe taxi bị lật ngược và đâm vào cột điện. Trước khi rời khỏi hiện trường, Châu Kiệt đã gọi cảnh sát và xe cứu thương đến. Trong vòng 12 tiếng sau đó, Châu Kiệt không hề lộ diện tại sở cảnh sát. Sau đó, cơ quan điều tra phát hiện ra nam diễn viên uống rượu khi lái xe. Châu Kiệt không chịu nhận tội, anh thậm chí còn kiện lại tài xế taxi, đòi bồi thường thiệt hại. Hành động của Châu Kiệt bị dư luận lên án kịch liệt. Không chỉ mang tiếng xấu gây tai tiếng bỏ trốn, Châu Kiệt còn khiến khán giả chán chường trước tai tiếng đánh người tại liên khu 798 Bắc Kinh. Vụ việc từng gây âm ỉ trên mặt báo một thời gian dài. Đáp trả lại thông tin trên, Châu Kiệt phủ nhận mọi chuyện và chỉ im lặng nhận tội sau khi những hình ảnh từ camera khu vực được đăng tải công khai.
Châu Kiệt cũng từng bị các sòng bài Macau và Las Vegas tố quỵt nợ sau khi thua bạc. Đại diện của sòng bạc này cho biết, nam diễn viên đã thua rất nhiều tiền nên phải ký giấy nợ. Tuy nhiên sau đó, anh biến mất không tăm tích và không hề liên lạc lại với sòng bài. Trở thành một đại gia nông nghiệp. Không còn chỗ đứng trong ngành nghệ thuật, nam diễn viên đã lặng lặng về quê ở vùng Đông Bắc làm nông. Ngỡ tưởng cuộc sống của Châu Kiệt bế tắc và khốn khó, nhưng thực chất mọi việc lại đi ngược lại với tưởng tượng của nhiều người. Với quyết định táo bạo của mình, Châu Kiệt đã thực sự trở thành một đại gia nông nghiệp, có trong tay hàng ngàn mẫu đất tại Đông Bắc Trung Quốc. Anh tập trung vào trồng lúa và cây hữu cơ, giá bán ra cho mỗi 500 gram loại gạo rẻ nhất là 68 tệ, hơn 200.000 Việt Nam đồng, còn loại đắt nhất lên đến 128 tệ, gần 400.000 Việt Nam đồng. Khối tài sản hiện tại của anh trị giá cả chục triệu tệ. Bên cạnh việc đem lại lợi nhuận cho bản thân, chàng nông dân họ Châu còn đem đến cho bản thân, gia đình và bạn bè những hạt gạo chất lượng, đảm bảo sức khỏe cho những người xung quanh mình. Mới đây, trang Sina đưa tin, một netizen may mắn bắt gặp Châu Kiệt cùng với một cô gái xuất hiện tại một quán bar. Có thể nói, 20 năm Hoàng Châu cách cách lên sóng, cũng là từng ấy năm Châu Kiệt chưa từng vướng vào tin đồn hẹn hò hay scandal tình ái nào. Vậy nhưng, có vẻ như, anh cuối cùng cũng có một tin đồn, cho dù tuổi tác bây giờ đã gần chạm ngưỡng ngũ tuần. Tuy nhiên, netizen này tỏ ra thờ ơ với nam diễn viên. Người này gọi Châu Kiệt là sao xịt tuyến 18, thậm chí còn không có ý định ra chào hỏi, mà chỉ chụp lại bức ảnh này và đăng tải trên mạng xã hội. Hiện tại ở tuổi 48, Châu Kiệt vẫn chưa lập gia đình. Suốt nhiều năm qua, anh bị mang tiếng chảnh chọe, lộ mãng, khác hẳn với hình ảnh đạo mạo nhĩ khang trong Hoàng Châu cách cách. Giờ không còn là diễn viên, Châu Kiệt tập trung vào sự nghiệp kinh doanh, trồng lúa và canh tác. Đây là thành tựu không những giúp cải thiện cuộc sống của Châu Kiệt, mà còn cải thiện cả cái nhìn của khán giả về những scandal không mấy vẻ vàng của anh trong quá khứ.